Xin chào các bạn, đây là 8 game có kết thúc mà chữ A từng thấy được. Những trò chơi theo thể loại MOBA như là Liên Minh Mobile hay Liên Minh Huyền Thoại thì cứ hết trận là hết game vậy đó. Nhưng mà lỡ bạn chơi sếp gạch hay là khủng long Google thì đến bao giờ mới phá đảo nhỉ? À, chúng có kết thúc như thế nào? Bạn không biết, tao biện không biết luôn. Vậy thì video ngày hôm nay là dành cho các bạn đó. Mình là Tri và đây là channel Tó Bí Ẩn. Hãy cùng mình tìm hiểu 8 game có kết thúc chưa ai từng thấy được. Game đầu tiên, khủng long Google. Các bạn thân mến, có lẽ game trình duyệt nổi tiếng phổ biến rộng rãi nhất hiện nay đó chính là trò khủng long đến từ Chrome, trình duyệt web của Google. Nó phổ biến đơn giản khi mà mất kết nối Internet mà đang ở giao diện trình duyệt thì Chrome sẽ chuyển bạn sang một trò chơi với đồ họa pixel đáng yêu. Và trong đó bạn sẽ điều khiển một con khủng long để vượt các chướng ngại vật. Nghe đâu nhờ, mất Internet một phát là về thời tiền sử chơi với khủng long ngay. Dù game đơn giản nhưng lại chẳng có một ai từng được biết trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào. Theo Edward Young, tức là kỹ sư Google Chrome, thì trò này vốn của bạn khoảng tầm 17 triệu năm để đến được điểm mà phần code hệ thống của trò chơi chấm dứt. Wow, để xem có ai sống được 17 triệu năm rồi dành thời gian phá đảo game này không nha. Number 2, Super Meat Boy. Đối với những game thủ kỳ cựu thì cái tên Super Meat Boy có lẽ là một cái tên khá là ấn tượng khó phai đúng không nào? Điểm đặc biệt của Super Meat Boy chính là lối chơi và concept kỳ dị của nó. Bạn trong vai một miếng thịt sống sẽ trượt trên những mặt phẳng rồi nhảy qua các chướng ngại vật với tốc độ nhanh chậm bất thường. Cái kinh dị ở đây là lỡ như đang chơi game bạn buồn ngủ rồi ngáp một phát thì khi bạn mở mắt dậy thì thấy nhân vật mình chơi đã trở thành thịt say rồi. À, kết thúc game đau não này thì hình ảnh người bạn của nhân vật chính hy sinh bản thân để cứu nhân vật chính và cô bạn gái của cậu ta. Hay nói chính xác hơn là cùng thịt nâu cứu cùng thịt đỏ và cùng thịt hồng. Với tất cả những gì bạn trải qua trong game thì quả thực cái kết như thế này chẳng thỏa mãn tí nào. Số 3, Duck Hunt. Duck Hunt hay thân thương hơn là trò bắn vịt. Một trò chơi mà vào những năm 1990 thì thậm chí còn nổi tiếng hơn cả ở Mông Ếch hiện tại bây giờ. Vì bất kỳ nhà nào có máy game thì đều phải sắm thêm cây súng để chơi trong trò bắn vịt. Bạn sẽ sử dụng cây súng nhựa nối dây đó để bắn vào màn hình nơi có con vịt bay ngang qua. Và nếu bạn thua thì bạn sẽ có một con chó trồi lên cười vào mặt bạn. Qua 99 vòng cái lối chơi lặp đi lặp lại như vậy không có gì mới mẻ thì bạn sẽ được đến ngay cái kết mà ở đó con chó không hề cười vào mặt bạn nữa. Mà ngược lại sẽ có một cơn mưa vịt từ trên trời rơi xuống. Nghĩ cũng cay nhờ, nhiều người không bắn nổi một con vịt nào rồi bị chính con chó chọc quê. Đến khi bắn được tất cả thì cái kết lại quá đơn giản. Game số 4, Flappy Bird. Một tựa game đình đám được Tó Bí Ẩn nhắc tới trong video ngày hôm nay chính là Flappy Bird. À, trò chơi này khiến cho nhiều người đập điện thoại nhất và cũng là trò chơi nổi tiếng nhất mà các nhà sáng tạo là người Việt Nam, anh Nguyễn Hà Đông. Trò chơi này có lối chơi khá đơn giản, bạn sẽ điều khiển một con vịt siêu xấu bay lên bay xuống tránh né không cho con vịt chạm vào chướng ngại vật. Đời bây giờ khó sống mà game thì cũng không dễ gì cho cam. Vì chỉ một cú chạm sai vào màn hình là sẽ dẫn đến game over ngay. Tuy nhiên thì có một vài người sẽ phá đảo được trò chơi oái âm này. Và sau khi vượt đủ 999 chướng ngại vật thì con vịt xấu xí sẽ gặp được Mario nhảy từ dưới cổng lên rồi bắn cho vài phát. Thế là hết game. Số 5, Batman. Batman nổi tiếng đến mức giới trẻ có một thời gian, thực ra đến bây giờ vẫn thế, phát cuồng vì cái biểu cảm mặt chữ V và bắt nguồn từ nhân vật chính của chiếc game này. Mấy level đầu thì bạn chỉ đơn giản điều khiển cái emoji đó chạy vòng quanh, ăn chấm và né ma. Nhưng về sau thì không hề, những con ma giật cắn phải thuốc và chạy nhanh bất ngờ, thậm chí còn thông minh đến mức dụ nhân vật chính vào bẫy. Những game thủ mê trò chơi này đã phát hiện ra là sau level 255 thì trò chơi bắt đầu xuất hiện hiện tượng giật màn hình. Sau đó level 256 sẽ tới và giao diện sẽ là một đống dãy số lạ cùng với những con ma bất động. Khi mà các bạn thắng được màn đó thì trò chơi sẽ trở lại màn đầu tiên. Và nhưng tốc độ của mấy con ma thì đến tên lửa siêu nhanh cũng không bắt kịp được. Một tựa game nữa mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó chính là số 6, Donkey Kong. Donkey Kong là một trò chơi cho phép bạn vào vai nhân vật Mario. Lúc này thì còn đang là một thợ sửa ống nước phải chạy ngang chạy dọc một công trường để cứu con người yêu đang bị một con khỉ đột giam giữ và liên tục ném thùng chứa ngại vật vào người anh ta. Không hiểu sao con người yêu của Mario cứ liên tục hết con quái này đến con quái kia bắt giữ. Nghĩ mà chán. Con game quen thuộc này có đến 3 cái kết.
Cái đầu tiên là Mario sẽ thả cho con khỉ đột rơi tự do xuống đất rồi đoàn tụ với người yêu. Cái thứ hai là Mario cũng vẫn sẽ thả con khỉ đột rơi tự do, nhưng không phải xuống đất mà là xuống đầu anh ta. Thế là anh ta và con khỉ cùng toang. Cái thứ ba có lẽ là cái khó tin nhất, đó là Mario chọn thả cô người yêu xuống đất, còn anh ta và con khỉ thì lại về với nhau. Số 7, xếp gạch. Tetris hay còn được biết đến với cái tên thân thương là xếp gạch hay là xếp hình, là một tựa game nổi tiếng đình đám suốt 40 năm nay các bạn. Không ai nghĩ một cái trò chơi đơn giản là xếp đầy những viên gạch 4 khối kỳ lạ vào những lỗ hổng, cứ lặp đi lặp lại đến khi bạn quá chán rồi để mấy viên gạch đó rồi tự do như thế. Lại có đến tận 2 ending. Kết thúc đầu tiên là sự xuất hiện của những nhân vật nổi tiếng trong thế hệ game 8-bit như là Mario và con quái vật. Họ đứng xung quanh một tòa lâu đài với phần mái của tòa lâu đài bay lên bay xuống liên tục. Ending thứ hai chỉ là tòa nhà đó, nhưng thay vì bay mỗi phần mái thì lần này cả tòa lâu đài đều bay đi mất. Cũng chẳng ai biết ý nghĩa của cái kết thúc này là gì bởi không nhiều người phá đảo được trò chơi này. Số 8, Song Long S. Vâng, và các bạn thân mến, BattleTalk hay ở Việt Nam vẫn được nhiều người gọi là Song Long S. Ra đời năm 1991, được phát hành song song cùng với bộ phim hoạt hình cùng tên. Và đây là một tựa game nổi tiếng vì độ khó kinh khủng của nó. Đảm bảo chơi chung với người khác là bạn sẽ cao tới mức đánh luôn bạn của mình. Người chơi sẽ điều khiển một chiến binh S vượt qua rất nhiều chướng ngại vật và kẻ thù trên hành trình giải cứu cô công chúa Angelica bị giam giữ. Chiến binh S sau khi đánh bại được nữ hoàng bóng đêm thì cứu được công chúa, rồi cả hai thoát khỏi nơi đó bằng phi thuyền. Nghe lạ ha, nhưng mà nó là có thiệt đó. Cái kết thúc này có chút khó tin vì đó giờ chưa có ai rảnh mà ngồi kiên nhẫn chơi game đến lúc này, chứ không phải nói là nó kết thúc nha các bạn. Vốn là những con game này đa số đã sớm bị quên lãng, nhưng mà phần kết của chúng đều gây sự hứng thú cho hết thảy chúng ta. Và hầu hết thì các game này có cách chơi vô cùng bực bội các bạn. Nhưng chính vì vậy mà khao khát được chơi đến kết thúc của người chơi vẫn vô cùng lớn nha. Bạn có thể thử chơi lại 8 game này để tận tay tận mắt trải nghiệm kết thúc của chúng. Trừ khủng long Tram ra nha. Bởi vì làm gì mất ai sống tới 17 triệu năm. Đến đèn bầu cũng chỉ được sống có 2 triệu năm thôi các bạn. Xung quanh anh toàn là nước ấy, có thể anh đang bị ướt ấy. Ok, và đừng quên like, share và comment cho video ngày hôm nay của Top Vẫn nha. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với channel của tụi mình thì đừng quên subscribe để ủng hộ tinh thần, và đặc biệt là nhấn chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất ở những lần tiếp theo. Mình là Trey, mến chào các bạn.